trò mới thì có vẻ các bạn đã quá quen thuộc với cái việc mà xài trái T-Rex biến hình rồi tàng hình các kiểu đúng không? Đúng đúng đúng. Thì hôm nay mình có cái loại bông khá đặc biệt cho các bạn, đó chính là thay vì các bạn xài trái T-Rex thì chúng ta có thể sử dụng những trái như là trái mẹ mày béo, ý mình là trái mà mút á. Sau đó thì các bạn lấy trái Smog ra cho mình nha, như bình thường thôi, biến hình và cầm trái Smog lên. Ui tàng hình hả? Không. Thật ra thì nhầm kịch bản tới nha các bạn. Thật ra đó chính là trái Kitsune mới đúng nha. Rồi các bạn đợi mình đi tích thanh nộn cái. Okay. Hiện tại thì mình đang có một đuôi thôi, nên là mình phải đi tích thanh nộn phát nha. Bắn lùm. Ok thì giờ mình đã có đủ 3 đuôi, nên là mình sẽ thử cái lỗ bung này cho các bạn xem nha. Bấm chữ V và cầm chiếc smog lên. Ui ơi, phúc. Coi nè, coi nè. Ui chỉ có cái đuôi với cái. Ừ đuôi. Đâu đâu, tên em. Đâu đâu, biến hình đi ơi. Anh đâu lại gọi ha. Anh à, biến hình đi. Đồ. Wow. Sự thật nổ não. Thì sau khi sử dụng cái lõi này xong á, các bạn sẽ có được một trái Kitsune với 6 cái đuôi. Đấy, gấp đôi sức mạnh luôn. Ok, thì bây giờ các bạn chỉ cần xài cây Warden Sword và xài chiêu dách. Là các bạn nó hiện hình là bình thường rồi. Holy shit. Và nếu như các bạn không biết thì ở cái lõi này thì nó khác hoàn toàn với lại trái T-Rex luôn nha. Và khác nhau ở điểm nào thì mình sẽ lấy trái T-Rex ra và đi biến hình cho các bạn xem ha. Đương nhiên là vẫn phải đi tích thanh nộ rồi. Ui, các bạn thấy gì không? Thanh nộ của mình đang mọc thêm đuôi nè. Các bạn ơi, hạt này của mình không biến hình T-Rex được. Cây khoa. Nên là bây giờ mình sẽ để Vidac đi farm trái T-Rex nha. Và để xem coi là trái T-Rex nó biến hình là nó có bự hơn trái Kitsune không nha. Bự hơn. What? Ui, bự hơn thiệt nè. Ồ. Oh. Vậy là trái T-Rex khi mà biến hình nó sẽ bự hơn trái Kitsune nha các bạn. Ơi, gì vậy? Gì vậy? Ơi các bạn ơi, sau này đi ra ngoài xe bình thường gặp thằng nào tên Vidac nhớ chạy ra nha, cái gì vậy? Ok, đối với lộ bung thứ hai đó chính là sự kết hợp giữa trái Bích Ha và trái Bottle. Rồi mình lấy trái Bích Ha ra phát nha. Ok. Rồi bây giờ em hút anh vô cái cổng V của em đi, cái chiêu V của em á. Ok, let's go. Ê, what? Ồ, má tự hút vô được chứ? Có rồi nè. Rồi rồi, hút anh ra đi. Ơ khoan, anh biến hình cái nha. Trời ơi, anh thấy anh bự, anh tưởng anh biến hình rồi. Vô lại. Thôi. Tự nhiên anh biến hình cái anh chọc đầu rồi, what the hell. Ok, sau khi vào trong đây các bạn chỉ cần biến hình human lên và kêu Vidac nó bật cái cổng lại. Rồi kéo anh ra ngoài đi. Rồi, 1, 2, 3, sai. Hút ra đây. Ui, em thấy gì không? Trời ơi, kìa, đang trên trời, đang kéo lên trời, kìa, nhìn lên. Ui, lên. Trời, lên. Cái gì vậy? What the hell, cái gì vậy? Lên. What the hell? Nãy em thấy bắn cho năng lượng lên trời quá trời. What the hell, cái gì? Hai cái giọng gì vậy? Tặng hế hả? Ơi, cái này nhìn ngầu vậy. Này, giới thiệu tộc người mới nè. À, nó đáp lên trời. Ôi, nó càng ngày càng biến mất rồi kìa. Ui, các bạn ơi, thì cái lỗ này sẽ giúp các bạn tạo cái vòng tròn ở trên đầu, nó rất là bá đạo luôn nha. Đúng thiệt là bắn tùm lum mà. Ok, đến với lỗi thứ ba đó chính là lỗi của trái nhung nham. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. Đâu rồi, đây rồi, here we go. Thì cái lỗi này á, các bạn phải cần đợi chiêu V của nó hồi xong nha. Nè, nó lâu thế nha. À, chiêu V hồi lâu vậy. Bắn tùm lum. Ok, chiêu V hồi nè. Bây giờ thì các bạn chỉ cần bấm chiêu V và... Rồi, và sau đó thì bấm vô ông đổi qua hải quân. Chuyển xe Marine. Đấy. Oh my god. Đù. Ôi. Hãy. Ui nó đang nắm cổ em nè. Aruga, Aruga. Aruga. Má nó sờ hở là tiểu phẩm mà. Thì với cái lỗi này các bạn có thể sử dụng với rất là nhiều trái quỷ khác nhau nha. Thí dụ như là trái Venom chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ làm bấm chữ F và đổi sang hải quân một lần nữa. Đấy. Khi các bạn đi ra thì ta-da. Nói chung thì đó chính là một cái lỗi khá là hay, các bạn có thể sử dụng trong server thường cũng được ha. Nhưng mà lưu ý là nó sẽ rất là lắc, nên là các bạn sử dụng ít thôi. Không thì nó lại lắc tung mái luôn. Ok, đến với lỗ bung kế tiếp đó chính là lỗ bung của trái Bottle với lại cây Linh Ba Gai. Thì bây giờ mình sẽ lấy cây Spiky Chidden ra nha. Rồi em hút anh vô cánh cổng không gian đi. Rồi. Ui, sao nó không được vô? No. À được rồi. Ok, thì sau khi mà các bạn vô cái dimension này. Ấy, cái gì vậy? Wait, what? Thì sau khi các bạn vô đây á, các bạn đợi cái cổng như này nó mở ra nè. Đó, các bạn thấy không? Ok, thì các bạn sử dụng chiêu dách của Spiky Chidden vô. Pew. Ui, em đâu rồi? Ui, Phúc, có anh nè. Thì với cái lỗi này các bạn có thể tạo cái aura xung quanh. Tuy nhiên thì nó sẽ biến mất rất là nhanh. Nhưng mà thật ra thứ mà mình muốn giới thiệu các bạn trong cái lỗi này đó chính là xài chiêu dách của Spiky Chidden vô. Ui. Thì lúc này các bạn sẽ được teleport ở một chỗ khá là xa so với cái cổng luôn. Như các bạn thấy thì mình đã cách Vidac một đoạn khá là xa rồi, nên là khi mà PvP á, các bạn có thể sử dụng lỗ bung này để gọi là bỏ chạy ha. Ok, đến với lỗi tiếp theo đó chính là khi mà các bạn ăn trái rubber vào. À, từ nha, để mình ăn phát. Dạ. What the hell?
Em random ơi, chết bách hao luôn hả? Ôi các bạn ơi, lỗi tiếp theo đó chính là khi các bạn đăng ký kênh của anh Crazy lên á thì các bạn có thể random mua được trái bách hao nha các bạn. What the hell? Thì ok, quay trở lại với lỗi của trái rubber. Khi mà bạn sử dụng trái rubber á thì các bạn sẽ không cần tới chiêu V đâu, các bạn biết tại sao không? Bởi vì các bạn chỉ cần lấy cho mình cây dual katana ra. Đây. Ui, thấy gì không Phốp? Cây dual katana của anh nó có điện luôn nè. Coi nè Phốp, anh không biết hình gear 2 của trái rubber luôn nha. Đó, anh chỉ cần xài chiêu X của cây CDK nè. Coi nè. Hí. Anh làm là chậm gì? Rồi, anh làm chậm rồi. Từ từ. Cái này phải làm nhanh lắm, cái này phải yêu cầu kỹ năng cao lắm. Coi nè, từ nha. Coi nè. Rồi. Sẽ chịu ít CDK. Đó, thấy không? V2 nè. Lại đây nha. Rồi. Nè, cho con thêm một lần thôi đó. Xa chịu ít nè, chú C. Nhanh. Má nó bấm lộn nút rồi. Nè, chịu ít nè. Đây chú đây. Chú C. Ôi, bắn tụm lắm. Ghê chứ các bạn, thì các bạn không cần bật chiêu V lên để có thể sử dụng gear 2 của trái rubber nha. Mà các bạn chỉ cần cây CDK này. Đó. Theo anh là Phốt, đi ra cái cảng mua thuyền đi. Theo anh à. Thì đến với cái lỗi tiếp theo đó chính là cái lỗi với trái control. Em đoán được là cái gì không? Chắc là cắt cái thuyền xâm dục lên trời đúng không? Sai, đó chính là đem thuyền lên bờ. Rồi, đầu tiên các bạn chỉ cần mua cho mình một chiếc thuyền, sau đó các bạn ngồi lên và bấm chị. What the fuck? Ngồi lên bấm chữ F. Đó. Ui. Anh nói mà. Anh làm được rồi. Anh nói cái bung này có thiệt mà. Anh này tài quá bạn ơi. Nè, coi anh đem nó lên chỗ cao hơn luôn nè. Từ nha, anh đem nó lên trên đây cho coi nè. Ngồi lên bấm chữ F. Đó. Trời. Thấy không? Ôi, hành hạo luôn rồi. Ôi. Gì vậy? Ây da. Cái thuyền tấn công em. Xàm cái thuyền sao quýnh nó được. Nó đánh em văng ra ngoài luôn rồi không có nổi. Đâu, em nói xạo. Kệ, điên lên. Thì với cái lỗi này các bạn có thể đem tất cả mọi chiếc thuyền lên bờ luôn. Và thậm chí là bị đắt nữa. Ok các bạn, đến với lỗi tiếp theo đó chính là một cái lỗi khá đặc biệt trong video ngày hôm nay nha. Thì đầu tiên đó, các bạn cần cho mình một cây, đó chính là cây Ford Lam nha. Này, sau đó thì các bạn chạy vô cái ghế ngồi thế này đó. Thì các bạn chỉ cần đi vô cái ghế ngồi và xài chiêu dách. Ui. What the hell. Ui đỉnh vãi. Rồi. Nhanh. Xoay vòng. Ui. Khó xoay vòng quá à. Ui. Rồi đây. Xem vòng. Ủa nụ. Ok, đến với lỗi bùm tiếp theo. Thì em biết cái lỗi bùm mà bay của trái human không Phúc? Biết, cầm trái quỷ hả? Ừ, nhưng mà cái đó là quá xưa rồi. Bây giờ chúng ta cần phải đi biến hình trái T-Rex nha các bạn. Này. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái lỗi bay mới mà không cần tới trái human luôn nha. Rồi, nhưng mà đầu tiên mình phải đi biến hình trái T-Rex chứ cái đã. Làm màu nãy giờ xong rồi cuối cùng ngạc này không có mastery T-Rex bạn ơi. Ui trời Phúc ơi. Ít. Em không biết chế gì đâu. Chế bắt đầu bằng chữ K nha. Chế bắt đầu bằng chữ K. Chế siêu đê. Chế sao. Ôi. Bị lừa. Ui các bạn ơi, lại là một trái legendary trong video này nữa. Thì đó chính là cái lỗi của cái game này đó các bạn. Các bạn chỉ cần đăng ký kênh của anh Crazy Lên và bấm nút like video này thì các bạn sẽ có tỷ lệ rất là cao để ra trái legendary nha. Oh my god. Ok, quay lại với vấn đề chính. Các bạn chỉ cần biến hình khủng long và cầm trái quỷ lên. Này, anh đưa em trái quỷ nè. Cầm trái quỷ lên đi. Bật ship lock lên. Ôi, nhưng mà nó bay không nhanh bằng trái của mình ha. Đó. Bay nhanh kìa. Ôi nhưng mà nó vẫn chậm hơn trái human. Cảm ơn gì trái quỷ nha. Ôi trả trái quỷ cho tao. Các bạn ơi, nó scam trái quỷ của mình. Trả trái quỷ cho tao. Cảm ơn nha. Bước này nhanh lắm. Bước này mình tận dụng tối đa luôn nha. Trả trái quỷ cho tao. Thì đến với một cái lỗ bùng siêu cấp bá đạo của trái human. Thì đầu tiên các bạn chỉ cần đi mua chip để red thôi. Rồi vô nha. Rồi biến hình trái human. Và sau đó thì các bạn đếm tầm khoảng 4 giây nha. 1 2 3 4 bấm. Ui chuẩn kìa. Nó bắn kìa. Ui đỉnh vãi. Ui cái gì á? Cái vòng gì nè? My god. Ui nó bắn về mansion kìa, nó đang bắn mấy cái tia đạn như mansion các bạn thấy không? À giờ tưởng tượng em ở mansion xong tự nhiên một đống tia đạn bay vô người em đùng. Kiểu ơi mà cái giọng này nhìn bự hơn nè Phốt, coi cái giọng này kìa.
Ok, và nếu như bạn chính là một trong những người sử dụng trái human nhiều nhất trong Love Food thì đây chính là một lỗ bung mà các bạn không thể bỏ qua được. Đầu tiên các bạn chỉ cần biến hình cho mình hình dạng human khủng lồ. Sau khi mà các bạn biến hình xong á, các bạn chỉ cần sử dụng chiêu C vô bức tường nha. Ôi. Em mới thấy anh dính lên bức tường không? Kiểu đứng được trên tường á. Kiểu anh đứng được trên tường á. Nhưng mà nãy làm hơi fail nên nó không có dính tường hoài nha các bạn, đợi mình tí. Ok các bạn ơi, thì nãy giờ mình làm hoài không được nên là mình sẽ cho con VDuck làm thử nha các bạn. Không biết sao mình làm không được nữa, chắc do mình gà quá hay sao á. Ok. Đu. What the hell, em đang làm gì bức tường vậy? Em đang làm gì? Ủa em không đứng trên tường hả? Ôi, em suốt bức tường nè, what the fuck. Ghê quá các bạn ơi. Vì lỗi mà. Chúng ta cùng nhau tẩy chai VDuck đi. Vì lỗi. Rồi cho em một cơ hội làm lại thôi nha. Ôi em lại làm gì với cái cột nữa rồi. Rồi chuẩn. Ôi em đứng được trên bức tường rồi kìa. Ôi được rồi, ôi what the hell. Làm một chuyện ê nhìn bựa vãi kiểu Spiderman đó fan. Thì lỗi tiếp theo các bạn cần phải mở cổng đi vô Red ở C2 nha các bạn. Đó các bạn lên cái chỗ Red chỗ này. Let's go. Và sau đó thì các bạn cần phải set home ở cà phê như mình vậy nha. Nó mà đến tới số 3 là em bấm red liền nha. Ok. Ok, thì giờ các bạn chỉ cần bấm dịch chuyển về nhà. Và tới số 3 thì các bạn bấm vô đi red, bấm. Rồi sau khi mà dịch chuyển về đây thì các bạn nhanh chóng ngồi lên ghế. Các bạn thấy gì không? Thì lúc này mặc dù cái red nó đang đếm ngược bắt đầu cái kiểu luôn, nhưng mà các bạn vẫn còn ở cà phê. Và điều này đồng nghĩa với việc là các bạn có thể bất tử trong vòng 12 phút này luôn. Nè coi nè, anh sẽ in a list 1 phút nha. Rồi quýnh anh đi, quýnh đi VDuck. Quýnh được không? Không. Sao quýnh được? Mình sẽ nhắn chìm lava nữa nếu mình không quýnh nó được. Đâu, nhắn lava thôi coi. Trời, đâu nhắn lava. Tao đi trên lava mà không chết luôn nè. Rồi. Thì đến với lõi tiếp theo của trái mochi. Thì ở lõi này nó yêu cầu các bạn cần phải có trái mochi vĩnh viễn nha. Ok, đầu tiên các bạn chỉ màn hình lên trời như thế này nha. Sau đó thì các bạn nhìn lên trời thế này và sử dụng chiêu ép của trái mochi. Đấy. Thì lúc này các bạn có thể đi thoải mái trên lava luôn. Đó các bạn thấy không? Đó, chạy thoải mái trên lava mà. Nhưng mà đừng lướt nha các bạn. Chỉ là đi thoải mái trên lava thôi. Ok, để thử biến hình mammoth thử nha. Đấy. Ui. Coi cái mammoth đó nè Phúc. Nhỏng bánh đầu. Thấy ba đạo không Phô? Làm gì vậy? Ba đạo. Ôi. Ok các bạn ơi, đến với gì vậy? What? Cái gì vậy? What the hell? Cái gì vậy? Em biết hình kitsune hay không? Ok, thì bây giờ các bạn chỉ cần ngồi lên con kitsune và kêu nó đi reset giác quỷ là được. Quá là đơn giản đúng không? Chỉ cần reset giác quỷ thôi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho VDuck reset giác quỷ nha các bạn. Reset rồi. Rồi, bây giờ mình cần sử dụng chiêu F của trái kitsune. Bye đi. Bye, anh bye nè. Bye. Bye kìa, ui. Bye được rồi, chúng ta đã có con kitsune bye nha các bạn. Wow. Ôi. Thì với cái lỗ bung này các bạn có thể kitsune phát sáng kìa. Đây chắc chắn là con kitsune mạnh nhất luôn nha, các bạn biết tại sao không? Bởi vì không chỉ nó phát sáng mà mỗi lần ai tiếp cận nó chắc chắn sẽ mất bounty nha các bạn. Công thủ toàn diện luôn. Thì bài học của video ngày hôm nay đó chính là đừng bao giờ để VDuck đứng phía sau lưng. Tha cho tôi đi. Đứng lại. Ôi em không bị mất máu luôn hả? Ôi các bạn ơi. Ủa, anh tưởng em không mất máu. Ok, đó chính là tất cả lỗ bung ngày hôm nay. Nếu mà bạn cảm thấy video này thú vị thì bạn nhớ cái chuông đăng ký đặt chuông báo mình nha. Còn bây giờ, bye bye.